Địt con mẹ mày vãi lộn số toàn tử như thế này thì đổi con mẹ mày số đi bạn ơi. Chào anh em nhá, chúc anh em đầu tuần vui vẻ nhá. Có gì hot không? Hôm qua bọn tôi vừa mới xem phim Frozen 2 xong các bạn. Buồn cười vãi lộn. Nếu như ông nào mà muốn xem lại thì có thể lên Nemo để xem lại buổi xem phim ngày hôm qua nhá. Đi đoạn phim cũng bánh cuốn phết đấy các bạn. Cảm ơn anh Đức nhá. Vừa bấm vào stream của anh là có quảng cáo á. Ủa, stream của anh có đặt quảng cáo đâu? Em bị nhầm rồi, hoặc là do YouTube nó tự đặt đấy. Quá là vô lý. Cái livestream của anh không đặt quảng cáo bao giờ. Có mấy clip ở trên YouTube ấy thì tôi có đặt. Tại vì cái việc đặt quảng cáo ấy nó cũng kiếm được thêm một tí tiền hàng tháng các bạn. Còn ở trên livestream thì không. Livestream là nó có một cái nút đấy là khi đang livestream này có thể bấm một phát để tất cả các bạn xem quảng cáo luôn thì sẽ được khớ tiền đấy. Nhưng mà tôi đéo dùng cái nút đấy bao giờ. Cảm nhật phát nha các bạn. Bảo các bạn rồi là tôi hài lòng với cuộc sống của tôi rồi. Tôi kiếm tiền thế là đủ rồi các bạn. Tôi cứ túc tắc như này thôi. Quảng cáo làm cái đéo gì. Anh bị chửi nhiều vãi lộn á. Ừ cứ chửi đi. Thoải mái không sao cả. Các bạn cứ chửi đi. Bây giờ là bọn tôi là có công nghệ mới rồi các bạn. Là cứ sau mỗi buổi stream là tôi sẽ ngồi lọc lại cái kênh chat ở trên YouTube. Là tôi sẽ ban hết tất cả bọn chẩu đi. Giống như cái buổi FIFA Online ao làng của thứ bảy tuần vừa rồi ấy. Là cả đêm sau khi off stream thông cái là anh em mod là chỉ có ngồi lại để lọc hết bọn chẩu đi thôi. Ban hết khỏi kênh thôi. Đơn giản vãi lộn. Thích thì cứ chửi. Xong rồi tôi lọc một thời gian là các bạn yên tâm là kênh tôi sẽ sạch. Tại vì từ trước cái này là tôi hiền quá các bạn. Tôi đéo dọn kênh chat bao giờ. Trước giờ tôi ban thì ừ thì cũng có ban đấy. Nhưng mà nó không bị nhiều với cả nó không dồn dập như cái thời gian vừa rồi. Nên là đã đến lúc chúng ta phải chung tay hành động để xóa bớt bọn rác đi bạn khỏi kênh của mình rồi. Cảm ơn Hướng Mẫn nhá. Cảm ơn bạn. Và các bạn yên tâm là tôi là một trong những cái thằng mà từ ngày xưa khi mà view của tôi đéo đến được 1.000 bốn chữ số là tôi đã bắt đầu dọn kênh chat từ ngày xưa rồi. Đéo giờ tôi tiếc view cả. Tôi muốn cái kênh chat tôi lúc nào nó cũng phải là chất lượng nhất. Nên là các bạn yên tâm. Rồi một thời gian là nó sẽ sạch bong kín kít hết rồi các bạn. Đấy thằng nào chửi cứ chửi đi. Chửi thoải mái đi. Không sao cả. Thích làm đéo gì thì làm. Mặt anh hôm nay thâm thế. Ui dồi ôi. Cảm ơn Thiều nhá. Mấy hôm nay tình hình dịch bệnh nó diễn biến phức tạp. Có dám ra ngoài đường đâu. Có phải riêng tôi đâu. Đầy người như thế. Toàn cắm mặt ở trong nhà. Ra ngoài đường thì bình thường nó phải có một tí ánh nắng. Thì nó hấp thụ sẽ chuyển hóa thành vitamin D khiến cho da mặt mình hồng hào hơn giống như kiểu lỗ đít ấy. Nhưng mà không, dạo này ra ngoài đường thì nắng thì có nắng thật đấy, nhưng mà lại phải dọ thêm cái mõm vào nữa thì mặt nó lại chả thâm con mẹ đi. Mà có ông nào đeo khẩu trang bị khó chịu không? Tôi đeo khẩu trang một lúc là tôi bị ngứa mặt à, tại vì nó bị ẩm mặt quá. Mặt tôi thì quen cái kiểu là nó phải khô, nó phải hanh, nó phải nứt nẻ cơ. Mặt anh nhiều mụn á, ừ thì nó phải tùy từng giai đoạn nhé các bạn. Không phải là lúc đéo là mặt nó cũng mặt trơn chắn bóng được đâu. Mà đúng ra đến cái tuổi này ấy, ví dụ một người như kiểu là tôi ấy, cũng hoạt động trong cái ngành gọi là nó cũng hơi hướng gọi là giải trí một tí thì cũng phải đi tút lại nhan sắc đấy, đi spa rửa biếc xóa nếp nhăn, tẩy da chết, xong rồi là đi phải đắp mặt bằng sữa rồi là các kiểu cho mặt nó kiểu trắng trẻo trông nó trẻ ra. Cảm ơn Quynh nhá. Nhưng mà thôi, để làm cái đéo gì các bạn. Thằng Quang em tôi ấy, mặt địt mẹ mày, mặt đen xì như cục than ấy, suốt ngày bảo anh Độ rồi bảo anh đi spa mặt với em, bảo thôi địt mẹ em spa mặt xong rồi mặt càng ngày càng thâm xì và như mày tao cũng sợ vãi lồn rồi. Nhưng mà bản thân tôi thì bây giờ cũng đã có vợ với cả có hai con rồi nên tôi cũng đéo quan trọng là cái chuyện đẹp với cả xấu. Còn tóc tôi bóng lồn lộn hay là vuốt phút các thứ là cái thói quen của tôi từ hồi cấp 2 rồi đến tận bây giờ rồi. Lúc nào tắm rửa xong là tôi hình ảnh của tôi lúc nào nó cũng phải bóng bẩy một tí. Nhưng mà ngày xưa ấy, tôi nhớ khi mà tôi mới làm stream ấy, Virus còn bảo tôi là đi vẽ cái ông Độ này, đéo hiểu sao lúc nào lên stream tóc tai cũng phải chải chải chuốt chuốt trông nó kiểu đồng bóng vãi luôn. Các bạn nhìn tôi có kiểu bị BD không? Không đúng không? Trông nó bình thường mà. Tại vì nếu như mà đầu tóc của tôi mà nó đéo chỉnh chu ấy thì tôi bị kiểu như đéo tự tin ấy các bạn. Có không? Trông nó bình thường mà. Khổ. Hoặc là tại vì các bạn nhìn tôi bị quen như thế này rồi. Địt con mẹ thằng bồ nhá. Hôm qua tao vừa ban thằng xe me xong bây giờ lại đến lượt mày. Cẩn thận tao dọ mõm mày vào là không chat được trên kênh này đâu đấy. Không có thể là tại vì các bạn nhìn tôi bị quen rồi ấy. Nếu như mà các bạn mới gặp tôi lần đầu ở ngoài đời mà gặp một cái thằng kiểu tóc kiểu vuốt bóng lộn lộn nó trụm hết vào nhau như này, các bạn có thấy kiểu trông nó hơi bị BD không? Cảm ơn Thiều nhá. Hay là trông nó sẽ bình thường nhỉ? Tại vì tóc tôi không phải vuốt theo kiểu người ta mà tôi bị vuốt đéo phải, mà tại cái chất tóc của tôi như thế. Để tôi vuốt bằng tay nha các bạn, nhưng mà nó vẫn cứ dính dính vào nhau, trông nó kiểu cứ bị trùm trụm lại, trông thì phải đéo tự nhiên ấy, trông buồn cười đấy. Tại kiểu tóc của tôi nó thế rồi. Thấy bình thường à? Ừ, thế thì bình thường thì được. Con bóng Hà Đông địt mẹ mày. Bố bực.
này thì còn bóng Hà Đông. Qua ngửi kem cắn nhầm vào môi chảy máu đau vãi lồn, anh có bị thế rồi chưa? Chưa, tôi ngủ ngoan lắm. Ngày xưa hồi nhỏ tôi ngủ tôi chỉ hay nghiến răng thôi. Thằng Tùng nhà tôi bị cũng thế này, thỉnh thoảng nó nghiến răng nghe mẹ dùng hết cả mình ra. Chứ còn à, ngày xưa nằm mơ tôi hay bị xung phong nữa. Mẹ tôi bảo là tôi cứ ngủ mơ tôi cứ xúc vào, xong rồi tôi lại ngủ tiếp, kiểu hơi bị mộng du một tí. Nào, địt mẹ mày lại có thằng nháy điện thoại. Ui, đuôi 7755 đẹp nhờ. Địt mẹ có nên đọc số lên đây không nhỉ các bạn nhờ. Tôi bảo các bạn rồi, địt mẹ mày nháy điện thoại tôi là môn thể thao mạo hiểm ấy các bạn. Rồi có một ngày cái số này vứt đi lúc nào đéo biết đâu. Địt mẹ, từ từ nhá, tôi xem có nên đọc. Alo. À địt mẹ mày cúp máy à, được rồi. Số này coi như vứt đi rồi con. Từ từ tôi xem nào. Ui, 447755, địt mẹ số đẹp thế nhở. Từ từ gọi lại phát xem nào. Địt mẹ thằng này mà, thằng này tôi gọi mà ba cuộc nữa nó mà không nghe nhá, tôi đọc số lên cho các ông luôn. Mà tôi đéo đọc đâu mà tôi lại còn post hẳn số lên group cho các ông luôn cơ. Người dùng bận à, được đi bạn, đây là cuộc thứ hai nhá các ông. Đúng 3 phát thì bạn mà đéo nghe thì bạn tôi đọc số lên cho các ông luôn này. Cảm ơn Quyên nhá. Cảm ơn bạn. Review ngày xưa học đại học á. Ui ngày xưa học đại học bọn anh có đéo gì. Em đợi một tí anh giải quyết cái vụ số điện thoại đẹp này cái đã. Ừ, từ cuộc thứ hai lỗi nhá, đây mới là cuộc thứ hai này các bạn. Ui thuê bao quý khách vừa gọi con mẹ rồi. Địt mẹ số đẹp thế nhở. À, địt mẹ mày ngu lồn. Này chắc là lấy số của ông già rồi. Tôi thử search Zalo xem có ra không. Ui địt mẹ vãi lồn, Zalo ra quả BB vãi lồn nhở. Địt mẹ số đẹp lắm cơm, có nên post lên không nhỉ? 447755. Địt mẹ quả số kiểu trùng vãi luôn. Số toàn số cạ thế này. Chết người không? Gọi lại phát nữa xem. Cảm ơn Bô, cảm ơn Nguyễn Phương Bắc nha. Được rồi. Địt mẹ mày, thằng này tí nữa tôi sẽ post lên trên group cho các ông. Số đẹp vãi luôn để tôi xem thái độ như nào. Từ bây giờ đến hết buổi giờ stream nó có địt mẹ mình xin lỗi hay là nó có địt mẹ cái động thái nào gọi là để mẹ trả lời tôi hay không. Tôi bảo các bạn rồi là cái số điện thoại của tôi ấy không khó để các bạn tìm ra đâu, nhưng mà làm ơn các bạn ý thức một tí. Tại vì tôi nói thì tôi biết là nói cũng nước đổ đầu vịt nước đổ lá khoai thôi. Tại vì cái bọn trẻ trâu thì nó mãi mãi nó là trẻ trâu ạ. Cảm ơn Tuấn Linh nha. Nhưng mà nó ảnh hưởng đến nhiều thứ của gia đình tôi lắm. Có thể tôi sẽ đổi được số điện thoại, đơn giản vãi đái thôi. Tại vì bây giờ mua một cái số điện thoại nó không khó, và với cái điều kiện như kiểu gia đình tôi ấy, thì tôi có thể mua được cái số nó đẹp hơn số này một tí chẳng hạn. Hoặc là tôi có thể nhờ bạn bè giúp đỡ hay là vay mượn ngân hàng mua số đẹp hẳn chẳng hạn để tôi đổi, không làm sao cả. Nhưng mà có biết tại sao tôi muốn giữ được cái số điện thoại này không? Cái số điện thoại này nó rất xấu, nó đéo liên quan một cái đéo gì cả. Nhưng mà nó là cái số mà ngày xưa khi mà tôi mới bắt đầu xuống Hà Nội học, nó là vào ngày sinh nhật của tôi, là vào ngày 12 tháng 9 năm 2009 nếu như tôi nhớ không nhầm. Và tôi bắt đầu xuống Hà Nội học và ông già tôi mua cho tôi cái sim này. Và tôi dùng đến tận bây giờ. Tôi có một cái số điện thoại khác, nhưng mà tôi cũng không thích dùng. Tại vì cái số này nó gắn với nhiều thứ của tôi từ ngày xưa đến bây giờ. Bạn bè tôi cả chục năm nay biết quen cái số này rồi. Tôi không muốn đổi. Cái việc mà các bạn nháy số điện thoại này có một cái thời gian tôi không dám nghe điện thoại của máy lạ. Và máy tôi lúc nào cũng trong tình trạng nó bị hết pin. Tất nhiên là có những cuộc điện thoại tôi bắt buộc phải nghe nên tôi phải nghe thôi. Chứ còn nhiều khi mà ví dụ cả một ngày tôi đi sự kiện hay tôi đi quay chụp gì, cái điện thoại tôi cứ rung suốt ngày à. Tôi đéo còn pin để tôi dùng nữa cơ. Cái đợt rồi tôi kể các bạn rồi, tôi đi làm giấy khai sinh cho con tôi và bị thiếu giấy tờ, phường nó gọi điện không liên lạc được với tôi tại vì cái đợt đấy tôi không nghe điện thoại. Bao nhiêu bạn gửi đồ hay là nhà tôi có việc để gửi quà hay là chạy xuống lấy đồ ấy, gọi tôi cũng không thể nghe được. Tại vì lúc ấy tôi cũng đéo thể biết được là mặt số tôi nó cũng đen cơ.
cứ có lúc điện thoại số lạ nghe tôi gọi thì thôi địt mẹ mày, toàn đầu dây bên kia cười ha ha ha, toàn giọng bọn trẻ con, ui địt mẹ mày đúng giọng à, đúng số thằng đội Messi rồi các thứ, nó cay vãi lồn cơ không ạ, nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Mà có một điều buồn cười ấy, bảo sao người ta theo thống kê ấy, cái mạng xã hội Việt Nam là một trong những cái mạng vô văn hóa và địt mẹ mày dân trí nó thấp nhất. Cứ khi mình nói về bất cứ một cái vấn đề gì ở trong cái buổi live stream ấy thì bọn nó lại càng thích thể hiện. Ví dụ như bây giờ tôi đang nói về cái vấn đề nháy điện thoại đúng không, thì chúng nó lại đang nháy ầm ầm. Hôm trước tôi nói về cái vấn đề đấy là cái email của tôi bị spam quá nhiều. Spam đến cái mức mà người ta đéo phải spam bình thường mà người ta dùng những cái phần mềm để spam cơ. Thì các bạn biết ở đây một ngày nó khoảng mấy trăm cái mail, toàn là mail rác thì bạn mới đổ đấy ầm ầm ầm, và tôi sẽ phải ngồi lọc. Ngồi lọc là bằng cách bấm từng cái mail một để nó tắt đi. Địt mẹ khi mà tôi nói cái vấn đề đấy xong thì hôm sau địt mẹ cái lượng mail nó về nó phải gấp 2 đến gấp 3 lần. Thế là tôi mất nguyên một buổi chiều để tôi lọc mail rồi. Mail nào liên quan đến công việc thì tôi sẽ phải trả lời, còn những cái mail mấy thì tôi sẽ phải bấm bỏ qua, và tôi đéo thể dồn ứ nó lại đấy được. Dồn ứ lại đấy khi nó lên khoảng 1000 cái thì địt mẹ tôi phải mất bao nhiêu lâu để tôi làm. Tôi cũng đéo thể thuê người làm được. Từ trước đến nay 3 năm nay tôi làm, mặc dù có những lúc cái công việc của tôi nó nhiều vãi lồn luôn ấy. Từ việc thực ra nói thì các bạn nghĩ nó ít thôi, nhưng mà từ việc quản lý Facebook này, quản lý group này, quản lý fanpage này, xong việc edit video ra làm sao này, lộ trình ra vlog này, xong rồi là cái clip sau buổi live stream sẽ phải làm những cái gì này, là tôi tự làm và tôi tự bảo team của tôi làm hết. Còn những cái vấn đề về trả lời email, trả lời inbox, rồi là tất cả những cái thứ là tôi tự tay tôi làm, nên là nó mất nhiều thời gian lắm các bạn. Nên là nếu như mà các bạn có ý thức thì các bạn thông cảm tôi một tí. Tôi một vợ hai con rồi, tôi cũng phải mẹ mới lo nhiều việc gia đình, nhưng đéo phải lúc nào tôi cũng phải ngồi máy tính, tôi ngồi trực từng cái mail, tôi ngồi thì phải trả lời từng tí các bạn một. Cuộc sống của gia đình tôi nhiều lúc đảo lộn vãi cả đái ra, thì phải chỉ vì cái bọn trẻ trâu đấy, khổ vãi đái các bạn. À đấy, bây giờ lại còn thêm mấy cái trò thì mẹ gọi là spam địt mẹ mày donate. Thế là hay đấy các bạn. Hôm qua vừa ban một đống ở bên Nemo rồi. Các bạn đợi tôi tí nha, tôi tắt cái điện thoại đi cái nào, chúng nó nháy nhiều quá. Mất tập trung vãi lồn. 0944144682. Địt con mẹ mày vãi lồn, số toàn tử như thế này thì đổi con mẹ mày số đi bạn ơi. Vãi cả lồn. 0819554 con 3. Ôi vãi cả lồn, địt mẹ mày nhiều số đẹp thế nhở. Đây rồi, tí nữa tôi post mấy cái số lên trên group cho các ông nháy nhá. Số này thì xấu này. Ui, địt mẹ cái số 0819553333. Địt có mẹ số đẹp vãi lồn, mà vứt đi thì hơi phí đấy các bạn ạ. Rồi nhá, để tí nữa tôi đọc địt mẹ mày, tí nữa tôi post mấy cái số lên trên group cho các bạn. Ui, số này nháy tới 4 lần nhá các bạn nhá. Địt mẹ nghĩ nó có cay không? Mấy thằng đầu 033 với cả 052 này thì tôi vứt con mẹ đi cho nhanh. Đây cái số vừa nháy 2 lần này cũng vãi lồn này các bạn. 0944144682. Địt con mẹ mày, 4 số 4 kẹp vào 1 số 1. Mẹ chọn số duyên vãi lồn ạ. Rồi tí nữa tôi post mấy cái số lên trên group cho các ông. Địt con mẹ mày. Anh vượt qua khó khăn ở độ tuổi 24-25 như thế nào? Em cảm thấy bế tắc quá, bao chuyện đến cùng một lần. Nếu như mà em quan niệm cái cuộc sống này mà đời người sẽ phải trải qua khoảng 100 cái biến cố chẳng hạn ấy, thì có sẽ có quãng thời gian nó sẽ đến rất dồn dập, và có quãng thời gian nó rất là yên bình. Thì thay vì em nghĩ là mọi thứ nó đang đến quá nhanh và mình quá khó khăn để vượt qua ấy, thì em hãy nghĩ một cách tích cực, đấy là nếu như mình vượt qua được mọi thứ này thì mình sẽ có quãng thời gian rất là yên ổn. Vượt qua được những khó khăn là tốt em ạ. Nó là tốt, nó giúp cho con người ta nó trưởng thành hơn rất là nhiều và có thêm nhiều kinh nghiệm sống. Tội đéo gì. Anh cũng đã từng vượt qua rất là nhiều thứ rồi. Và một cái đấy là nên chia sẻ với mọi người, bạn bè hay là người thân hay là gì đấy. Ít ra người ta sẽ cho mình lời khuyên. Ví dụ như em.